Hello các bạn, hôm nay Yến sẽ định nghĩa cho các bạn nghe được là hát chay. Hát chay là hát làm sao ta? Hát chay là hát không có đàn đó. Ví dụ nè, ví dụ hát chay này nha. Mà Yến có nói là Yến hát chay là biết hát không có đàn nha, cấm cười nha, cười là bẻ răng á.